Hàn Quốc nói Triều Tiên điều binh lính đến Nga. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, NIS, ngày 18 tháng 10 cho biết, Triều Tiên điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm đến vùng Viễn Đông của Nga để tham gia huấn luyện và thích nghi tại các căn cứ quân sự địa phương và có khả năng sẽ được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong một tuyên bố, cơ quan tình báo quốc gia cho biết họ làm việc với cơ quan tình báo Ukraine và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận dạng khuôn mặt để xác định các sĩ quan Triều Tiên ở khu vực Donetsk. Miền Đông Ukraine hỗ trợ lực lượng Nga bắn tên lửa Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã triệu tập một cuộc họp an ninh đột xuất với các quan chức tình báo, quân sự và an ninh quốc gia chủ chốt để thảo luận về sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Phía Hàn Quốc khẳng định mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên vượt ra ngoài phạm vi vận chuyển vật tư quân sự khi thực hiện điều động quân đội. Đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ đối với Hàn Quốc. Hiện cả Nga và Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng nào trước thông tin mà Hàn Quốc và phương Tây cáo buộc. Người dân đảo tiền tiêu Hàn Quốc ám ảnh với cuộc pháo kích của Triều Tiên. Theo ghi nhận của hãng thông tấn Yonhap, người dân ở đảo Yeonpyeong thuộc thành phố Incheon, nằm cách đường giới hạn biên giới phía bắc 1,5 km và cách Triều Tiên chỉ 10 km, bày tỏ sự lo sợ khi tình hình bán đảo Triều Tiên nóng lên. Đường giới hạn biên giới phía bắc ở phía tây bán đảo Triều Tiên là biên giới thực tế trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Từ lâu phía Bình Nhưỡng không chấp nhận đường giới hạn biên giới phía Bắc là đường phân chia biên giới trên biển với Hàn Quốc, cho rằng đường biên giới trên biển thật sự phải được vẽ sâu hơn về phía Nam. Đặc biệt, ấp đảo này từng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất cả về người lẫn tài sản do pháo kích của Triều Tiên trong loạt động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng vào tháng 11 năm 2010. Ở thời điểm đó, các cuộc pháo kích kéo dài một giờ của Bình Nhưỡng khiến hai lính thủy đánh bộ và hai người dân thường thiệt mạng, 60 người khác bị thương. Đây cũng là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tấn công trực tiếp vào Hàn Quốc, gây thương vong cho người dân kể từ khi hai bên ký hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên vào tháng 7 năm 1953. Trả lời hãng thông tấn Yonhap Hap ngày 18 tháng 10, ông Park Seong Ik, 57 tuổi, người đứng đầu hội cư dân ấp Ion Biên, cho biết nhiều người dân ở ấp đảo này vẫn phải mạo hiểm tiếp tục ra khơi làm việc mưu sinh trong sự lo lắng khi căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tăng cao. Khi mối quan hệ liên triều căng thẳng, người dân ở đảo Ion Biên nơi từng bị pháo binh của Triều Tiên tấn công trực tiếp trong quá khứ, không khỏi lo lắng. Tôi cũng cảm thấy lo sợ, nhưng nhiều người dân ở đảo vẫn mạo hiểm sự an toàn của bản thân và tiếp tục ra khơi mưu sinh, ông Park cho biết. Nhiều ngày nay khi xem tin tức, tôi thấy lo lắng trước những động thái của Triều Tiên. Hãy nghe tiếng pháo, tôi sẽ tắt TV và tập trung vào loa phát thanh thông báo của làng, bà Kim, 80 tuổi, một người dân ở đảo Ieon Biêng, nói thêm. Bà Kim nhớ lại chuyện 14 năm trước, bà đã chạy lên đỉnh núi để trốn khi Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeon Biêng. Tôi không thể quên được cảnh người dân phải chạy chân trần ra khỏi nhà vì quá sợ hãi, bà Kim kể. Kể từ năm 2012, chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng một số cơ sở sơ tán tạm thời với khả năng chứa 1.700 cư dân tại các đảo ở ấp Yeon Biêng. Hiện những cơ sở sơ tán này được mở cửa 24 trên 24 giờ trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa hai miền bán đảo Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn. Ngày 18 tháng 10, Thị trưởng thành phố Incheon IU bốc đã đến thăm đảo Yeonpyeong và kiểm tra tình hình an ninh toàn đảo, cũng như những bãi đánh bắt cua của người dân, đánh giá về nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện Hàn Quốc Triều Tiên. Quan hệ liên triều đang chạm đáy khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua, 17 tháng 10, đưa ra tuyên bố cứng rắn, trong đó phủ nhận việc coi Hàn Quốc là đối tác hòa giải và thống nhất. Ngay lập tức, phía Hàn Quốc lên tiếng khẳng định, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên là nghĩa vụ mang tính chất đạo đức. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay 18 tháng 10, khẳng định, việc nước này cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc không chỉ có nghĩa là đóng cửa về mặt vật lý mà còn có nghĩa là cắt đứt mối quan hệ với Seoul, đồng thời loại bỏ hoàn toàn ý thức về sự thống nhất. Theo ông Kim Jong Un, chỉ có dùng sức mạnh kiềm chế kẻ thù mới có thể đạt được nền hòa bình một cách đáng tin cậy, an ninh và vững chắc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn cảnh báo sẽ không do dự sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của nước này bị xâm phạm. Chỉ trước đó một ngày, KCNA xác nhận Quốc hội Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để đưa Hàn Quốc vào danh sách quốc gia thù địch và phá hủy tuyến đường bộ nối hai miền Triều Tiên. Nhấn mạnh Triều Tiên sẽ tiếp tục áp dụng thêm các biện pháp để củng cố phong tỏa vĩnh viễn đường biên giới với Hàn Quốc. Phản ứng trước việc Triều Tiên từ chối ý tưởng thống nhất và xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch trong hiến pháp của nước này, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim yung Ho nhấn mạnh, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên phải được nhìn nhận từ góc độ đạo đức và giá trị gắn kết, thay vì chỉ tập trung vào những lợi ích và chi phí kinh tế. Hàn Quốc sẽ theo đuổi một sự thống nhất tự do và hòa bình theo học thuyết mà tổng thống Yoon Suk Yeol đã công bố vào tháng 8 vừa qua dựa trên các nguyên tắc tự do, hòa bình và thịnh vượng. Cũng theo ông Kim Young Ho, bên cạnh tiếp tục tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ triển khai mọi biện pháp khả thi để tạo nền tảng cho việc thống nhất hai miền Triều Tiên. Mặc dù cục diện hiện nay trên bán đảo Triều Tiên khá căng thẳng, song giới chuyên gia nhận định không nhiều khả năng xảy ra xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thời gian tới. Các chuyên gia tin rằng mục tiêu của ông Kim Jong-un chỉ là giảm ảnh hưởng của Hàn Quốc trong tình hình bế tắc hạt nhân trong khu vực và tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ. Yang Mujin, hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho rằng đây là biện pháp quân sự thiết thực liên quan đến hệ thống hai nhà nước thù địch mà Triều Tiên thường xuyên nhắc tới. Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông ấy có lẽ cho rằng việc tách biệt và duy trì mối quan hệ xa lạ với Hàn Quốc sẽ giúp Triều Tiên tồn tại và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ông Kang Dong-wan, Giáo sư chính trị và ngoại giao tại Đại học Jong A ở Busan cũng cho rằng tình hình giữa hai miền Triều Tiên sẽ không leo thang đến mức nổ ra xung đột trong thời gian tới, mà Triều Tiên chỉ đang lợi dụng đối đầu quân sự để tăng cường sự đoàn kết nội bộ. Về khả năng Triều Tiên phát động một cuộc xung đột toàn diện, nhiều chuyên gia đồng tình với quan điểm cho rằng xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ chỉ dừng ở cuộc chiến ngôn từ, bởi vì cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều biết rằng họ không thể gánh chịu cái giá phải trả cho một cuộc xung đột toàn diện. Khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trên thực tế hiện là rất thấp. Dù có một loạt động thái gây lo ngại gần đây, nhưng về bản chất Triều Tiên vẫn hoàn toàn nhận thức rất rõ hậu quả nghiêm trọng của một cuộc xung đột quy mô lớn. Triều Tiên tuyên bố thu hồi được máy bay không người lái Hàn Quốc bị rơi. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 10 đưa tin, nước này phát hiện ra phần còn lại của một máy bay không người lái, UAV quân sự Hàn Quốc bị rơi. Dựa trên hình dạng, thời gian bay dự kiến, hộp giải tờ rơi gắn ở phần dưới thân UAV rất có thể UAV này chính là chiếc giải tờ rơi ở trung tâm thành phố Bình Nhưỡng. Kết luận cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, KCNA cho biết. Chính phủ Hàn Quốc từ chối bình luận về sự việc này. Nếu hành vi vi phạm lãnh thổ trên bộ, trên không và trên biển của Triều Tiên bị phát hiện và xác nhận một lần nữa, thì đó được coi là hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng chống lại chủ quyền của Triều Tiên và Triều Tiên sẽ tấn công đáp trả ngay lập tức, KCNA cho biết thêm. Căng thẳng hai bên leo thang kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay mang rác qua biên giới sang Hàn Quốc vào cuối tháng 5. Seoul đáp trả bằng cách khởi động lại chương trình phát thanh tuyên truyền, khiến Bình Nhưỡng tức giận. Trong những ngày gần đây, Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc điều khiển UAV bay trên vùng trời Bình Nhưỡng vào các ngày mùng 3 tháng 10, 9 tháng 10 và 11 tháng 10, cảnh báo thảm họa khủng khiếp nếu phát hiện thêm UAV nào khác xâm nhập không phận nước này. Triều Tiên hôm 9 tháng 10 tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn biên giới với nước láng giềng phía Nam. Ngày 17 tháng 10, Bình Nhưỡng xác nhận việc cho nổ nhiều đoạn trên tuyến đường bộ và đường sắt liên triều, đồng thời tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia thù địch.